Mỹ Linh và Cát Tường xin chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong một chương trình rất là quen thuộc. Và để bắt đầu cho cái cuộc mai mối ngày hôm nay thêm cái phần ly kỳ và hấp dẫn á, một cái tin nóng sắp dẻo nữa xin gửi đến anh Quyền Linh và tất cả mọi người luôn. Đó chính là đã có thêm một đám cưới nữa, đám cưới của Kim Hoàng và Như Quý. À, hai cái bạn mà tưởng chừng như không bấm đúng không? Cái bạn nam mà mặc áo bông 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 mà ghét mấy người con gái mà mập á, nhớ không? Đúng rồi. Đó, người tưởng không có bấm á. À mà nhờ ông Mai vào mối nói hay quá. Xong cuối cùng là hai người quyết định bấm nút và bây giờ là đã đám cưới rồi đó thưa quý vị. Đó là hỏi tay để chúc mừng hỏi tay đó. À, và chúc cho hai bạn sống trăm năm hạnh phúc. Nhưng cái niềm vui này lấy chút may mắn của các bạn đó cho ông Mai với bà mối ngày hôm nay. Hy vọng là hai cặp đôi ngày hôm nay cũng sẽ đồng ý hẹn hò với nhau và cũng đi đến được bến bờ hạnh phúc. Chúng ta sẽ bắt đầu với cặp đôi đầu tiên của bạn muốn hẹn hò. Hả Mai. Ví dụ cô gái bên đây em yêu, rất là yêu, ba mẹ em ngăn cản một lần nữa thì sao? Ba mẹ em chắc không ngăn cản nữa rồi. Năm ngoái thì chưa có người dẫn về cho nên là không được về nữa rồi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Wow, ha, dễ thương quá. Em chào anh Quỳnh Linh, chào tất cả mọi người trong trường quay hôm nay. Làm gì rung vậy bạn? Ngồi đi, ngồi đi, ngồi cho đỡ rung. Giờ là hít hơi đằng sau vô. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn. Đúng rồi, giới thiệu đi. Em tên là Nguyễn Thọ Hiến, em tự kinh doanh nhà, em đang kinh doanh nội thất văn phòng ạ. Thọ Hiến hả? Dạ. Tên? Thọ, trong sự ông Thọ. À, Hiến là con chữ Hiến cơ. Quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Bao nhiêu tuổi em? Em năm nay 29 đúng ạ. Rồi, bạn gái giới thiệu tên tuổi của mình. Ủa sao đi. Sao tự nhiên nghe bên đó ở Thanh Hóa mà em thản thốt vậy? Tại vì em cũng ở Thanh Hóa ạ. Rồi em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Vân Hoàn Lê, tên đầy đủ là Lê Thị Vân. Em năm nay 28 tuổi ạ, em làm kế toán ạ. Rồi bên đây bạn Thọ Hiến, bạn nói cụ thể về công việc của bạn cho mọi người hiểu ha. Em giống như kinh doanh thương mại ạ, thường là bán các bàn ghế văn phòng này, các thiết bị văn phòng như là máy in, tất cả phục vụ cho văn phòng ạ. Tức là bạn làm chủ hay là bạn làm cho công ty đó? À, em mới chuyển ra làm chủ được 2 năm rồi. Làm chủ được 2 năm rồi, dạ. Chúc mừng bạn nha. Mình sẽ tìm người yêu như thế nào? Là người cho gia đình là được. Trong người nhìn được thôi, em cũng không cần chú trọng đến là xinh gái lắm, tốt là được. Đó, yêu cầu quá đơn giản, bạn nữ thấy sao? Dạ, nếu mà là một người phụ nữ của gia đình thì em nghĩ là em đủ ạ, đủ điều kiện ạ. Nhưng mà không biết là bạn nam có yêu cầu gì hơn nữa không ạ? À, yêu cầu hơn gì không? Mình không cần gì nhiều ạ, chỉ cần quan tâm gia đình và có thể là ủng hộ mình trong tất cứ mọi việc mình làm trong kinh doanh là được. Rồi bạn không thích gì ở bạn nữ, nói luôn cho bạn nữ biết. Em không biết, không thích là người lời biếng thôi em. Ồ, rất là đơn giản. À, bạn nữ mình vô đây lâu chưa? Dạ, em vào đây được 5 năm rồi ạ. 5 năm rồi. Dạ. Nhưng mà đi làm thì được 3 năm rồi, còn 2 năm thì ở nhà phụ chị chăm cháu. Thế tại sao mình... Ê? Cái thứ nhất là môi trường làm việc của em. À, khi em vào công ty thì là em là người nhỏ nhất. Toàn là các anh chị 7X không ạ? Có gia đình hết rồi. Cũng có thể là do tính cách của em một phần. Em ít khi đi chơi bạn bè lắm. Thường thì thời gian rảnh thì em hay ở nhà. Ở nhà làm gì mà không đi ra ngoài chơi? Nghe nhạc, nghe radio rồi ghé chị chơi, chơi với cháu, chơi với nhiều con nít cho nên là thành ra lớn tuổi nhưng mà tính con nít quá. Các bạn nào không thích chăng? Điểm mạnh của mình và điểm yếu của mình là gì? Em nghĩ em là người của gia đình nhưng mà hay nóng tính, nói to, thẳng thắn. Có sao em nói vậy ạ? Cái đó tốt thế, đâu có cái đó đâu có gì đâu là nhược điểm đâu em. Bạn trai có thích những người tính con nít không? Em không thích con nít thì em mới ghét. Em chỉ thích là tử tế một xíu, đừng bao giờ nhõng nhẽo nhỏ nhỏ một xíu, khó, rất là khó chịu. Trời ơi, tôi có người yêu tôi khoái nhõng nhẽo chứ, nó dễ thương chứ sao mà không chịu. Nhưng mà bạn trai có muốn thích lấy người cùng quê với mình không? Bố mẹ em ở quê còn mình em thôi, bố mẹ em dục lắm rồi. Nếu được trong năm nay cưới luôn chị. À, lấy nhau mình vẫn tiếp tục lập nghiệp trong thành phố hay là mình về quê? Chắc chắn ở trong đây rồi chị. Bạn nữ sao, bạn muốn một cái mẫu người đàn ông như thế nào? Người đấy biết lo cho gia đình, tâm lý một chút. Cái lý do gì mà những cái mối tình của em phải chia tay? Mối tình đầu của em thì do vị trí địa lý. Tình thứ hai thì ba mẹ em ngăn cản. Tại sao? Thì ba mẹ em không thích cô đấy thôi. Thứ ba? Thứ ba thì ngay gia đình cô ấy ngăn cản. Anh hỏi em, thí dụ bây giờ em gặp cô này, cô gái bên đây em yêu, rất là yêu, hợp về tất cả mọi thứ, cô gái ấy cũng yêu em, chuẩn bị tới hôn nhân. Ba mẹ em ngăn cản một lần nữa thì sao? Ba mẹ em chắc không ngăn cản nữa rồi. Tại sao? Em lấy ai cũng được. Sao vậy? Ủa sao kỳ vậy? Tại vì bố mẹ em bảo bây giờ ngăn cản em rồi, vì bây giờ em không lấy, cách đi 5 năm rồi. Bây giờ không cho lấy thì già mất đâu.
Bà nữ thì sao, gia đình mình đã hối thúc gì chưa? Ba mẹ em thì suốt ngày cứ gọi điện vào là có gì mới không con. Năm ngoái thì chưa có người dẫn về cho nên là không được về rồi. Thì là năm nay là phải có người dẫn về mới được đúng về quê. Đúng rồi, đúng rồi. Chắn rồi, cái này ráng dẫn bên về. Bên kia nha. Nếu như mà được thì chừng nào mình mới kết hôn được bạn? Từ giờ tới Tết chị. Vậy là được rồi đó. Được, em đồng ý. Chưa có thấy mặt mũi người ta gì hết mà đồng ý gì trời. Bây giờ hỏi ngoại hình nè, tôi qua coi được không, tôi cho về quê chung luôn nè. Mét 6 trở lên được rồi chị, dễ nhìn một chút. Không có cái gì không thích hết. Nhộn nhẹt thì vừa thôi, tức là ví dụ như về công việc thì vẫn có thể. Tại vì nhà em thì có ba chị em gái. Thế cho nên em muốn người chồng của em cũng quan tâm đến gia đình nhà vợ một chút. Nói chung là vậy hai thôi. Người này đều muốn quan tâm gia đình hết. Dạ. Được. Coi cái anh này coi. Em chào chị Cát Tường. Thế mình đã có muốn Tết này đó. Trời cái gì vậy? Vậy mà sao không nói không thích chơi với con nít? Ngọt. Thế mình không thích nít nhưng mà mình muốn có muốn sanh con không? Có chị. Bao nhiêu đứa? Em hay trêu với bố chị em là năm đứa nhưng thôi em chỉ hai đứa. Thôi hai đứa thôi. Hai đứa hả? Mình có đặt ra cái tiêu chuẩn gì mình không thích ở một cái người bạn gái của mình không? Bạn gái đừng có ăn chơi hay là lè lẹt quá được. Cái cách sống hay là cái cách ăn mặc cũng thế thôi. Về ngoại hình? Em điền cao 1m6 được. Đơn giản vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Vậy ha, cũng được, đẹp trai, cũng hơi thiếu ăn tí. Mà chưa ăn tí hả chị? Tao nó băng tao. Em nuôi, rồi, em được. Nuôi. Vậy nó chắc chắn chứ. Dạ, em chào anh ạ. Chào em. Dạ. À, có hai cái đồng điếu dễ thương quá ha. Giống như chị Cát Tường kìa. Ờ, à. Không, chị Cát Tường đẹp hơn. Chị đẹp hơn, chị sắc sảo hơn. Dạ. Nhưng mà em trẻ hơn. Bạn đây hiền, bây giờ rung lắm. Em cũng rung lắm. Em tưởng tượng bạn bên đây thế nào? Chị Cát Tường nói nhìn cũng được, đẹp trai thì em nghĩ là chắc ngoại hình cũng tương đối. Nghe giọng thì cũng hiền hiền. Bên đây vậy là ổn luôn rồi. Hôm nay mình đi có ai người nhà đi theo ủng hộ mình không? Bạn thân của em đi cùng ạ. Dạ anh chào chị Cát Tường, anh chào anh Quyền Linh ạ. Theo nhìn nhận của em thì anh rất là hiền. Có vẻ hơi ít nói. Như em nhìn thấy thì hợp với bạn em, bởi vì bạn em cũng khá là hiền và đặc biệt em thấy bạn em khá là đảm đang trong công việc của gia đình. Bạn của em nói là tánh giống con nít mà anh bên kia thì lại không có thích tánh giống con nít. Trước đây bạn em có một thời gian thì phải trông cháu cho nên là có thể là bị ảnh hưởng, nhưng mà thực ra bạn em khá là chín chắn. Anh nói với em nghe, con nít không cần biết đích là gì. Dù bạn bên kia thích con nít, yêu con nít, em không thích. Nhưng bảo đảm em nhìn thôi, em qua em thấy cái hả, em thích liền. Em muốn nhìn lắm rồi. Muốn nhìn lắm rồi phải không? Kéo màn lên cho hai bạn nhìn nhau nào. Quay qua kia, quay bên đây chi. Dạ, em chào anh ạ. Em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà bạn anh ạ. Thấy này. Dạ, em gửi. Cảm ơn bạn. Đừng phải đâu. Tôi chỉ hỏi cái này là em tự làm á hả? Dạ, các em làm trong hơn tiếng trong đêm qua. Hơn tiếng, đó biết ngay này tự làm mà. Dạ, lúc nãy anh nói là anh ở Thanh Hóa, không biết là anh ở huyện nào? À, anh ở Thiệu Hóa. Trời ơi, bà con nha. Gì vậy? Anh ở xã nào? À, xã Thiệu Biên. Bà má tên gì? Hỏi người có bà con không? Hỏi lắm. Bà con thôi, đi dừng luôn anh nha. Anh học có ba trường gì? Ở Dương Nghệ. À, Dương Đình Nghệ. Xuyết, không, gần trùng. Gần trùng hả? Nhưng mà phải để hỏi tờ ba má rồi mới biết. Họ hỏi kỹ nha, coi chứ không nguy hiểm lắm. Không không. Thấy có gì quen quen không? Em nhìn hơi có gặp quen. Anh dỗ, anh cưới gì, chỗ nào không? Hỏi có biết bác tư, bác năm, bác sáu gì nha. Anh đã lên thiệu toán lần này chưa? Lên nhiều rồi, thiệu toán đi thẳng. Anh có bạn trên thiệu toán nhiều không? Có một hai đứa học phổ thông trên đấy thôi. À, không vậy thôi, được rồi, đó rồi. Mày quá. Mày quá, gặp người cùng quê. Ba mẹ thì rất thích người cùng quê. Anh thấy em thế nào ạ? Nhìn tươi tươi. Nhìn có hai cái má đồng tiền giống chị Cát Tường ạ. Đẹp hơn hay xấu hơn? À, còn trẻ thì chắc là đẹp hơn rồi. Đó, chết rồi. Giờ hai người có thật xấu gì khai nhau hết đi. Nói là mai anh không bấm nút hay sao? Cứ khai thật cho nhau nghe, đây là những giây phút hết sức là thật. Thôi anh nói trước đi. Tật xấu của anh thường là rất là ham đá banh ấy. Nhiều khi có thể bỏ cả hẹn đi đá banh. À, đi đá banh, ham đá banh đúng không ạ? Đúng rồi. Có, anh có nhậu được không? Chắc là 5-7 chai. Có hút thuốc không? Nhiều không. Thế còn em tật xấu gì khai luôn đi. Nói to, có vẻ ra chửi hay bắt nạt. Nó mắc nạt nổi ảnh không? Nghĩ là được. Em cảm nhận về ảnh thế nào? Em thì muốn một người chững chạc hơn em. Nếu mà hơn tuổi em như vậy thì cũng là ổn định rồi.
Nhưng về giáo dục sao? Thôi, bây giờ chúng ta bấm nút thôi. Mình sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. 3, 2, suy nghĩ cho kỹ nha các bạn. 1, hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha. Nào nắm tay, cảm nhận những giây phút đầu tiên gặp gỡ nhau. Sao? Thấy hơi lạnh lạnh. Em chỉ thấy mềm thôi. Mềm lắm hả? Dạ. Nào, hãy đi xem phim và tìm hiểu về nhau kỹ hơn nữa các bạn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hai người nắm tay xem phim nữa các bạn.